vui lòng cho biết vấn đề làm ăn cửa hàng phát triển có tốt không? Bán hết phát triển đông khách. Cái bánh này là mình từ trắng đấy nè. Từ trắng đấy. Từ sản từ tiêu. Từ sản từ tiêu luôn. Rồi. Cái hành này mình làm nào? Dạ, hành bóc lên trong một đời sau. Đến sau khô. Hành bóc cho mình sao? Sao đấy hết. Rồi. Cái hành của mình nhưng về mình ấy cho mình phi. Hành lấy ra trong bóc. Bóc thái không là sao? Nên nói chung là nó bị công lắm. Đấy, cho giải quyết múc mắm, giải quyết đây đi. Không mong, múc mắm đấy. Để tí hai nhân cho chết. Qua có hôm nay bỏ cái màu hay chị Đinh. Hay thế thôi rồi. Thôi rồi, chị Đinh mới hay. Tôi bỏ là hấp dẫn. Thế này không đi nào con sáng đi nhà thì anh ra thì từ sáng đến 9 10 giờ trưa. Hôm qua ông Lương gọi là lúc đấy là đang nhỏ đấy nhỉ. Thank you.
dạ. Gạo phải gạo 13 trừ một, cái thứ hai là để ngâm, ngâm cho ngoài đó mới cho vào cối xay. Không, cái ngâm có nghĩa là gạo nó chín, bột gạo nó có nghĩa là ngâm là 3 tiếng đồng hồ. Xong là cho vào cối xay, xay xong là cho vào pha chế, thế là vào bếp tráng. Bếp tráng rồi hỏi kỹ thuật là phải nhất là cái lò phải nhất là to được đó. Cái hai một phải vừa. Đoán quá không được mà đặt quá không được, có nhiều cái kỹ thuật là một cái nói chung là làm sao tráng cho nó vừa cái bánh ra cho nó mềm mà nó không nõn quá thì nó nhũn, mà đặt quá thì bánh nó dày nó cứng. Thế là cái kỹ thuật bánh cuốn là như thế thôi, rất đơn giản mà có nghĩa là biết thì là dễ. Cái này có phải mua cái dầu ấy à? Dầu dầu ăn. Dầu ăn. Còn dầu. Này, cái dầu ấy sao? Dầu là dầu mình dầu dầu có cái dầu mình bôi lên. Mình trưng hành. Dầu trong hộp xốp ấy. Có dầu mình lấy cái dầu trưng ăn mà. Dầu dầu đóng kiêng nguyên ra như kiêng. Không, mỡ lợn thì này. Riêng cái mỡ lợn ấy làm ăn ngay trong ngày. Ăn ngay trong ngày. Cứ để ví dụ vài hôm là để vài hôm là nó có cái đồ khét. Thế là chính mỡ lợn là ngon. Này, mỡ lợn mới là ngon. Nó có độ ngậy, nhưng mới nó có độ ngậy, nó có độ thơm, nó có độ ngậy. Dạ, thế nhưng mà mình bây giờ nhiều người béo rồi. Nhưng mà chị bán hộ mà coi là bán tập đâu 2.000 cân. Mỡ lợn. Nhưng mà nó quá trình mỡ đấy là mỡ này. Mỡ nó thật cảm tác sinh lợn nó gì là. Ờ, mỡ ta là ăn huyết cao mỡ. Cái lồng để lọc cái da ra, cái này ấy ra, mình nguyên để trong tủ. Nếu mà thích cắt là dán bao nhiêu là cho là dán lấy mỡ. Không, không phải là mỡ nó dán lên nước rồi. Bây giờ cái đầu ngày nay mình tiêu thụ hết 1 cân, mình cắt 1 cân rồi mình dán. Xong bắt đầu là mình đến nước lên, mình lấy luôn, còn mất. Thế cái hành nhân nên là mình ấy về nhà thì mình tự phi ấy à? Không, cái hành thì mình bóc xong mình thái. Thái xong là mình tự phi. Thế thôi, còn cái... Tôi thấy có nhiều chỗ nó lấy cái hành khô phi sẵn này sao? Lấy cái chỗ đấy thì mất khách. Lấy hành khô, nếu như mà tôi bán mà cái hành lấy sẵn thì khả năng rồi là nói chung là chủ yếu nó ngon, bánh cuốn ở cái hành. Nó ăn thứ nhất là nó giòn thơm ngay kìa. Thế nói chung là ăn nó đồ ngon, nhưng còn hành mua kia nó không có vị thơm. Rồi. Không có vị thơm của hành. Rồi. Đấy, thế nên... Thế còn lúc nào mới có cái bát kia, bát dầu đấy hả? Bát dầu, mà bát này là bát nhân. Nhân thịt cái này mà nghĩ xào lên. Đấy thì gọi là bánh cuốn nhân. Mình bôi dầu kia là mình dầu đặt lên là chưa cho nó dễ. Dễ bóc không dính. Dễ bóc không dính. Rồi. Dầu là dầu ăn đấy hả? Dầu ăn đấy. Đây xuống đấy đây nè nhá. Xay. Rồi. Cho nước vào đủ vào pha thế là cho hoàn tráng thôi. Rồi. Đây là phóng sự này nó có cuối xay bột thì mới có. Đúng rồi. Thì mới ra đồ tráng. Thì mới có đồ tráng được chứ. Đây là gạo thì bao giờ mình ngâm mà ra? Gạo không, gạo cứ chiều mới ngâm cơ. Tức là trước khi xay ngâm trước khoảng bao lâu? Trước ngâm nếu mùa này là khoảng cỡ 2 tiếng. Trước khi xay là mình ngâm khoảng 2 tiếng? 2 tiếng là xay được, còn nếu như mùa rét là phải từ 3 tiếng vì mùa rét nó lạnh rồi. Mùa này nó nóng, nó độ chín nó nhanh. Đấy. Đấy, thế nó chính là... Có cái khâu kỹ thuật thế nào không phải truyền đạt cho tôi chứ? Đồng của anh ấy. Đấy, rồi ok, cái này nó quá đẹp rồi. Đấy.